Bản tin COVID-19 của Bộ Y tế vào tối ngày 14 tháng 6 năm 2021 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 26 ca COVID-19 mới. Như vậy, trong ngày 14 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 86 ca COVID-19. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 1.185 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. 26 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào tối 14 tháng 6 là các bệnh nhân từ 10.781 đến 10.806 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 18 ca là các trường hợp F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Trước đó, trưa cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã công bố 26 ca COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh là các ca bệnh từ bệnh nhân 10.705 đến 10.730, gồm 10 ca là các trường hợp F1, 9 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Sáng cùng ngày, 30 ca mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng được Bộ Y tế công bố. Đây là các ca bệnh gồm bệnh nhân 10.583 và từ 10.588 đến 10.616 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 29 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, 82 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố trong ngày 14 tháng 6 bao gồm 8 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã cách ly hoặc nằm trong khu phong tỏa, 11 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, 53 ca là tiếp xúc gần của các bệnh nhân đã được công bố trước đó, 10 trường hợp đang điều tra dịch tễ. 53 trường hợp tiếp xúc gần cụ thể như sau: chuỗi lây liên quan chung cư Y23, 3 ca; chuỗi lây liên quan xưởng cơ khí ở Hóc Môn, 10 ca; chuỗi lây liên quan công ty Kim Minh ở quận 5, 12 ca; lây nhiễm từ bệnh nhân 9.961, 7 ca; lây nhiễm từ bệnh nhân 9.910, 11 ca; lây nhiễm từ bệnh nhân 10.418, 5 ca. Ngoài ra, bệnh nhân 9.964, bệnh nhân 9.493, 9.709, 10.020 và bệnh nhân 8.872 đều có một F1 liên quan. Theo HCDC, 82 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố ngày 14 tháng 6 phân bố như sau: quận 1, 1 ca; quận 5, 6 ca; quận 6, 1 ca; quận 8, 6 ca; quận 10, 2 ca; quận 11, 2 ca; quận 12, 1 ca; huyện Bình Chánh, 4 ca; quận Bình Tân, 10 ca; huyện Cần Giờ, 1 ca; huyện Hóc Môn, 25 ca; huyện Nhà Bè, 1 ca; quận Gò Vấp, 10 ca; huyện Củ Chi, 2 ca; quận Bình Thạnh, 1 ca; quận Tân Bình, 2 ca; thành phố Thủ Đức, 7 ca. Ngoài 82 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước, tối 14 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh còn ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là các bệnh nhân 10.807, 10.808, 10.809 và 10.810. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.